Dính lưới rồi không biết sao nè. Nó bù quá. Ô con gì đây? Wow, mày quá sát là to, đã chưa? Không nói nữa. Quá đảo rồi. Em này nằm giá 5 lạng luôn. Này tiếp tục đánh lưới chiều mọi người à, nhưng mà lưới hôm nay thì mình ngâm từ 12 giờ trưa, bây giờ là 3 giờ chiều mọi người. Giờ chiều hôm nay gió hơn chiều hôm qua nên là mình sẽ kéo sớm chứ không để tới chiều được. Hiện trạng thì lưới mình nó tấp lên tới đây là rồi, dính cái lưới này nè, nên là bây giờ mình sẽ ra mình kéo mọi người. Hy vọng này sẽ có gì đó để quay cho mọi người cùng xem. Đó, mọi người còn theo dõi chuyến kéo lưới chiều hôm nay nhé. Giờ anh bơi lên đầu trên kéo xuống mọi người. Cái cờ mình nằm đó, đang dính lưới này nè. Lưới. Kéo lưới ra. Lẽ này mình phải ngâm, nếu không gió là ngâm tới 4 giờ không? Tầm giờ đó mới có hy vọng nhiều cá được. Còn như vậy thì cũng không hy vọng bao nhiêu. Lên lưới. Ốc gì đấy? Ốc, một em có ốc đầu tiên. Ốc thì nhỏ không? Quýnh là chủ yếu cá này, cái loại cá này mình lớn với nhỏ nhỏ này, cái bọn kiếm cá lớn. Sớm với lại đêm gã nằm đỡ dính rồi. Đứt lưới mà gỡ lại lâu giúp.
dấu cá gì nữa mọi người, cá ngoài sáng sáng kìa. Ồ, mốm đã quá, mốm khá là to. Đây quay mình gọi là cá mâm bạc. Không ưng rồi. Wow. Ồ, ngoài kia có em cá gì to mọi người. Ồ, sáng sáng rồi đó kìa. Vừa đó chưa? Dính cá gì chưa? Cá gậy vậy. Sáng sáng nó cá. Cá gì đây? Cá lưỡi trâu. Cá lã. Em cá chạch lã. Cắn nát lưới luôn. Nhưng mà ngâm chiều nữa là
cắn đi hết. Bé càng bé ngay nó xuống nó vẫn sống mọi người. Thời gian sau nó mọc lại. Mình sẽ đừng gỡ chân chết cái mồm rồi được. Một em cá ốc nữa. Này phải bẫy ngạnh mà. Ngạnh là nguy hiểm. Để một phát là nhức mấy ngày luôn. Cái gì đấy? Ủa, nóng. Mày hả mày? Cất cơm. Cơm này đi khất miệng luôn.
ghẹ đây rồi. À, cái lá tiểu ghẹ trời lão. Em đun đi. Cây đây lại có cơm hai tấm luôn, còn hai tấm nữa, hai tấm nữa mà chỗ này dính lưới rồi, không biết sao nè, bụng ô con gì đây. Wow, mày quá sát là to, đã chưa? Không nói nữa. Quá đã rồi. Em này à, nằm giá 5 lạng luôn. Giáo nữa mọi người, cây gì đây, nóc nè. Ô, gáy. Gáy ở vô bờ. Lấy rồi đây, để cho có cá để gồm tấm luôn mà. Ô, thêm một em có gái nữa. Quá đã. Cái gì nữa đó. Nóc. Cơm. Cơm tiếp nữa. Wow.
biển sóng mà nhé. Mấy cái cờ này cờ gì đây? Ồ, cá không ơi, gáy nữa. Mình tắp cái lưới lên để cho nó qua chỗ đoạn vô sóng chỗ này mọi người. Sợ đang gỡ gỡ rồi nguy hiểm. Đi mình không khó xử lý. Ồ, cá gì đó, hai ba con. Chù, dạ, ghẹ. Dính lưới của ai đây. Chết. Dính lưới này mệt mệt. Wow, dính chùm luôn. Ồ, hết trơn rồi. Chết. Cái dòng đóng luôn. Dùng nguyên một tấm lưới vô này luôn. Quá tiếc. Lưới này mà giải đi được là có cá không? Ôi, kết thúc rồi. Đứt đá luôn. Để anh bơi ra ra xíu dưới trên này sống. Được đâu cá còn hai tấm lại dính bên kia mà. Sao không cũng có hy vọng thêm giờ còn 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 lại bơi bơi sợ. Quả cũng khá ok, hai tấm lưới.